Xin kính chào các quý nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin tài chính BT News của BT Group. Em là Nhật Linh sẽ đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi đến với những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay, em xin phép được điểm qua một số tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm qua. Ngày hôm qua, mùng 5 tháng 11, sau khi giành chiến thắng ở hai bang chiến trường là Michigan và Wisconsin, cựu phó tổng thống Biden đang có lợi thế trong cuộc đua với tổng thống Trump. Hiện ứng cử viên của Đảng Dân chủ có 264 phiếu đại cử tri, tiến gần sát đến mốc 270 phiếu đại cử tri để thắng cử. Trong khi đó, ông Trump hiện mới chỉ có 214 phiếu đại cử tri. Hiện vẫn còn 5 bang chưa công bố kết quả bầu cử, chỉ cần một trong các bang này trừ Alaska quá nhỏ vì chỉ có 3 phiếu đại cử tri công bố chiến thắng sẽ thuộc về ông Biden, thì về lý thuyết, ứng viên Đảng Dân Chủ sẽ trở thành tân Tổng thống Mỹ. Hiện ông Biden và nhóm tranh cử của mình tuyên bố vẫn còn nhiều triệu phiếu chưa kiểm tra và phần lớn các phiếu này bỏ cho Đảng Dân Chủ. Chỉ còn 6 phiếu nữa, ông Biden sẽ giành được chiến thắng trước ông Trump, vì vậy khả năng chiến thắng của Biden là rất cao. Sau tin tức bầu cử, thị trường sẽ theo dõi quy mô của gói kích thích kinh tế của Mỹ, bởi Đảng Dân Chủ có khuynh hướng đưa ra gói kích thích có quy mô lớn hơn Đảng Cộng Hòa của Trump, nên đây là yếu tố tích cực đẩy đồng USD giảm xuống, vàng sẽ có khuynh hướng tăng lên với vai trò phòng ngừa lạm phát do USD suy yếu. Ngoài ra, trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ không chuyển giao quyền lực trong hòa bình nếu ông thua cuộc, vì vậy vàng có thể sẽ nhận thêm được hỗ trợ sau cuộc bầu cử. Trong cuộc họp FOMC vào 2 giờ sáng ngày thứ Sáu, thị trường đang nhận định Fed có thể gợi ý về việc nới lỏng tiền tệ nhiều hơn nữa, nên giá vàng được ủng hộ tăng mạnh mẽ trong ngày hôm qua. Thêm vào đó, ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Anh cũng công bố quy mô của gói kích thích QE có thể cao hơn mong đợi. Điều này làm tăng mức lạm phát của thị trường lên cao và là yếu tố chính hỗ trợ cho vàng trong thời điểm này. Có một yếu tố hạn chế giá vàng đó là mặc dù Joe Biden được cho là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng Đảng Dân Chủ dường như đã thất bại trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Vì vậy, gói kích thích có kinh tế quy mô lớn có thể sẽ gặp khó khăn bởi Thượng viện. Vì vậy, sau bầu cử, nếu quy mô của gói kích thích bị yếu đi, không phải lớn hơn 2.000 tỷ đô nữa, thì điều này sẽ làm thất vọng thị trường và tạo áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, tin tức này sẽ còn rất dài, thị trường mới đạt tới thời điểm đó, nên thị trường vẫn sẽ tiếp tục đi theo diễn biến của cuộc bầu cử trước. Với euro, đối với các đồng tiền khác như đồng euro là đồng tiền đối thủ của đồng đô la Mỹ sẽ hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la. Các mã tiền tệ hàng hóa cũng hưởng lợi theo từ kỳ vọng lạc quan về gói kích thích như AUD, NZD và CAD cũng sẽ tăng. Dầu thô cũng hưởng lợi từ tin tức lạc quan này và tin tức về việc có khả năng OPEC cộng sẽ hoãn việc giảm sản lượng dầu thô. Đối với đồng bảng Anh, đối với đồng tiền tương đối trung lập như đồng bảng Anh thì sau cuộc họp chính sách tháng 11 của Ngân hàng Trung ương Anh, đồng bảng Anh đã tìm thấy được sự hỗ trợ. Mặc dù BOE đã thông báo về việc mở rộng chương trình nới lỏng định lượng lớn hơn dự kiến, Ngân hàng Trung ương Anh quyết định tăng chương trình mua trái phiếu thêm 150 tỷ bảng lên 875 tỷ bảng. Nhiều hơn dự kiến của nhiều người nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu của đất nước, nhưng điều này đã không khiến đồng bảng Anh giảm vào ngày hôm qua. Thay vào đó, thị trường đã lạc quan từ việc các nhà hoạch định chính sách không đề cập đến lãi suất âm. Điều này cho thấy rằng lựa chọn vẫn còn nằm ngoài chính sách trong thời điểm hiện tại. Điều này đã giúp giảm bớt các tác động tiêu cực của BOE đối với các dự báo kinh tế của mình. Mặc dù Ngân hàng Trung ương hiện dự kiến sẽ chứng kiến nền kinh tế Anh giảm 11% vào năm 2020, tuy nhiên, ngân hàng nói chung tỏ ra ôn hòa về triển vọng của nền kinh tế Anh. Đối với Japan Yen, đồng yên Nhật là một đồng tiền trú ẩn an toàn, nó thường hấp dẫn trong thời điểm toàn cầu không chắc chắn, điều này đã khiến nó trở nên mạnh mẽ trong cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 tiếp tục diễn ra. Trong khi người dẫn đầu Joe Biden tiếp tục tiến gần hơn đến chiến thắng, những lo ngại rằng kết quả bầu cử có thể sẽ bị tranh cãi cũng đang khiến thị trường lo lắng, điều này sẽ thúc đẩy thêm nhu cầu trú ẩn an toàn. Trên hết, hy vọng về việc Đảng Dân Chủ giành được đa số hoàn toàn tại Quốc hội đã tan thành mây khói, khiến thị trường nghi ngờ rằng cuối cùng thì một gói kích thích lớn có thể được đồng ý hay không. Điều này cũng đang giữ cho đồng yên một sự hỗ trợ. Triển vọng của đồng Japan Yen vẫn sẽ mạnh mẽ cho đến khi tâm lý của thị trường toàn cầu dịu xuống. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm qua. Tiếp theo sẽ là những tin tức đáng có chú ý có trong ngày hôm nay với biên tập viên Phương Thảo. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nhật Linh về những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm qua. Và tiếp theo thì Phương Thảo xin đưa ra những tin tức chiến lược trong ngày 6 tháng 11. Giá vàng hôm nay ngày 6 tháng 11, Mỹ biến động chưa từng có, vàng tăng dựng đứng. Giá vàng hôm nay ngày 6 tháng 11 trên thị trường thế giới bất ngờ quay đầu tăng dựng đứng khi nước Mỹ chứng kiến những diễn biến chưa từng có, nhưng khả năng ông Joe Biden thắng cử gần như là chắc chắn.
Đêm ngày 5 tháng 11, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở ngưỡng 1928 USD trên ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX New York là 1930 USD trên ounce. Giá vàng thế giới đêm ngày 5 tháng 11 cao hơn 26,8%, tương đương với 407 USD trên ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD, ngân hàng có giá 54,6 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,9 triệu đồng trên lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 5 tháng 11. Vàng tăng mạnh trở lại do đồng USD tụt giảm trong bối cảnh ông Joe Biden tiến gần chiến thắng và giới đầu tư đang đánh cược vào khả năng một chính quyền mới sẽ được ban hành các biện pháp kích thích lớn hơn so với ông Donald Trump. Giới đầu tư vẫn khá thận trọng nhưng phần lớn là cho rằng ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden sẽ vượt đương kim tổng thống Donald Trump trong cuộc đua sát xít sao vào Nhà Trắng. Theo Daily FX, một tổng thống Mỹ đến từ Đảng Dân Chủ có thể thực thi một gói kích thích kinh tế lớn hơn kể cả khi mà không đạt được một làn sóng xanh xảy ra. Khi mà lưỡng viện Quốc hội Mỹ chiếm đa số bởi những người đến từ Đảng Dân Chủ. Đồng USD tụt giảm khi mà triển vọng lạm phát gia tăng trở nên rõ rệt hơn. Vàng tăng giá còn do thế giới đang ở trong một môi trường lãi suất thấp. Hiện cuộc bầu cử Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, nhiều hãng truyền thông phải điều chỉnh kết quả sơ bộ của ứng cử viên tổng thống Joe Biden. Theo đó thì ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden không được tính 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona. Do đó hiện ông Biden chỉ có tổng cộng 253 phiếu đại cử tri. Dự báo về giá vàng. Mặc dù về dài hạn thì vàng vẫn dự báo gần như chắc chắn nằm trong xu hướng giá tăng. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn, khả năng bứt phá không lớn, Đảng Dân chủ của ông Joe Biden đã không có được làn sóng xanh, nắm quyền kiểm soát Quốc hội và Nhà Trắng. Đây là một rào cản đáng kể đối với Đảng Dân chủ trong việc tung ra các biện pháp kích thích lớn hơn để hỗ trợ kinh tế đã bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tỷ giá ngoại tệ ngày 6 tháng 11. Diễn biến từ bầu cử Mỹ khiến cho USD sụt giảm. Tỷ giá ngoại tệ ngày 6 tháng 11 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới quốc tế sụt giảm sau khi cuộc bầu cử tại Mỹ có những diễn biến mới và Fed kiên định chính sách tiền tệ siêu lỏng. Đồng bạc xanh giảm chủ yếu là do khả năng ông Joe Biden thắng cử gần như là chắc chắn. Giới đầu tư đánh cược vào khả năng một chính quyền mới sẽ ban hành các biện pháp kích thích lớn hơn so với ông Donald Trump. USD giảm mạnh còn do đồng nhân dân tệ tăng chậm mạnh trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đi tới hồi cuối và khả năng ứng cử viên Joe Biden thắng rất cao. Đồng USD giảm còn do Fed dự báo sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về chính sách nới lỏng, nhưng chủ tịch ông Jerome Powell nhiều khả năng sẽ thảo luận về sự cần thiết của gói kích thích kinh tế. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phân tích chiến lược của BT Group trong ngày 6 tháng 11. Vàng tiếp tục chờ mua. Vàng đang có một đợt tăng mạnh vào ngày hôm qua, xu hướng đối với vàng đang là xu hướng tăng. Ngày hôm nay, các trader có thể chờ đợi giá hồi về quanh vùng 1922 và tiếp tục bay lên, đặt SL tại 1912 và TP trong 1932 đến 1950. AUD/USD chờ mua lên trong ngắn hạn. AUD/USD sau một đợt tăng mạnh vào ngày hôm qua, giá đang có dấu hiệu tạo sóng điều chỉnh. Đối với các cặp tiền này thì các trader có thể chờ mua lên vùng quanh giá 0.7240, SL 0.7215 và TP trong vùng 0.7280 đến 0.7320. Euro USD giá đang có dấu hiệu tích lũy, xu hướng đối với cặp tiền tệ này vẫn là xu hướng tăng. Các trader có thể mua lên quanh vùng giá 1.1800, SL 1.1750 và TP trong vùng 1.1850 đến 1.1895. GBP USD giá có thể điều chỉnh sâu. GBP USD giá đang tiến sát đến vùng kháng cự 1.3170. Tại đây sẽ có những phản ứng giá mạnh mẽ khiến cho giá sẽ có những điều chỉnh. Khuyến nghị sell limit với khối lượng nhỏ tại vùng giá 1.3170, SL 1.3207, TP trong vùng 1.3130 đến 1.3030. Cuối cùng là USD Japan Yen. Tiếp tục xu hướng giảm. Đúng như nhận định ngày hôm qua thì USD Japan Yen đã có một đợt giảm giá mạnh mẽ. Xu hướng của cặp tiền tệ này trong ngày hôm nay vẫn là xu hướng giảm, khuyến nghị chờ sell tại vùng 103.75, SL 104.10, TP trong vùng 103.45 đến 103.1.
Ngày hôm nay chúng ta có một tin tức rất quan trọng của bản tin Nam Farm. Quý nhà đầu tư cần phải cẩn trọng trong khi giao dịch đối với ngày thứ 6 này. Và kết quả cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa có hồi kết. Mong quý nhà đầu tư sẽ có thể để lệnh, không để lệnh qua đêm và sang tuần. Cuối cùng, thay mặt cho BT Group, Phương Thảo xin kính chúc quý nhà đầu tư có một cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng.